Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty. Trên tay của mình đây là hình ảnh tư liệu của một chị khách hàng lần đầu tiên tới DK để trải nghiệm cái dịch vụ xóa xăm với công nghệ siêu laser Picomax. Thì như chúng ta có thể nhìn thấy đấy ạ, là vùng lông mày của chị đấy thì trước đây làm công nghệ full, khá là đậm màu, và lông mày của chị thì đang có dấu hiệu là chuyển sang màu đỏ một chút. Và chị ấy chắc là cũng đã làm lông mày vài lần rồi, nên chúng ta có thể nhìn thấy là đoạn này đã được xử lý bằng mực màu da này. Đó, và cái mực màu da bởi vì nó ít hắc tố nên là xử lý nó cũng sẽ hơi khó và hơi đặc biệt hơn so với những cái vùng da khác một chút, với những cái màu mực khác một chút. Thì trước khi mà mình phân tích kỹ hơn về cái tình trạng của bạn ấy sau khi làm xong, thì chúng ta cùng trò chuyện cả chị khách hàng ngày hôm nay một chút nhé. Hôm nay là rất là may mắn và rất là mừng là chị ấy đã được hoàn thiện một cặp lông mày mới với công nghệ Hair Drop tại DK rồi ạ. Và bây giờ thì mình xin mời các bạn theo dõi cái thành phẩm của bên mình sau khi thực hiện xong nhé. Ok. Em chào chị ạ. Chị có thể cho em hỏi thăm là mình tên là gì và mình đến từ đâu có được không ạ? Em tên Hằng, em ở ngay trong Vân Đồn, Mày Đằng. Vâng. Chị Hằng ơi, không biết là trước đây là chị đã làm lông mày ở nhiều cơ sở chứ hả chị? Em làm hai cơ sở ạ. Vâng ạ. Nhưng mà cái mày cũ em làm không ưng ý cho lắm, thế nên là em qua bên mình để hút với cả làm lại mới ấy. Dạ vâng. Thế trước khi mà xóa xăm bằng laser đấy thì chị lo lắng điều gì nhất hả chị? Em sợ đau, nhưng mà xóa bên mình không đau tí nào mà thời gian nó cũng nhanh hơn nữa. Vâng. Thế chị Hằng ơi, trước đây là mình đã xử lý hút mực, xóa mực bằng cái mực da ở đuôi đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng ạ, thế không biết là đấy, cái so sánh của chị như thế nào về việc mà mình sử dụng laser và sử dụng cái công nghệ cũ là bằng mực da? Sẽ xóa được triệt để những cái mực cũ của em ấy, với cả cái màu da kia thì nó sẽ hơi bị lộ. Dạ, vâng ạ. Đó thì bây giờ em xin nhờ camera quay cận sát hơn một chút vào lông mày của chị Hằng nhé. Đấy, như mọi người nhìn thấy này, lông mày của chị Hằng thì sợi lông mày rất là ít. Đấy, chỉ có một xíu xíu ở phần thân lông mày thôi, đầu và đuôi hoàn toàn là không có. Và những cái sợi lông mày này là được làm bằng máy, bởi thực hiện bởi chuyên gia Ngoan Minh Vương làm lông mày bên mình đó. Và như mọi người nhìn thấy cách xếp sợi thì rất là nhẹ nhàng, rất là bay bổng. Và hôm nay chị Hằng làm là công nghệ Hair Drop đúng không ạ? Vâng ạ, trước đây là mình làm công nghệ full. Đó, full thì là chúng ta sẽ vẽ cái dáng lông mày rồi tô kín màu vào trong cái khung đấy. Thì cái ưu điểm của full là nó rất là đậm, chơi được bền màu, nhưng mà tuy nhiên là với cái xu hướng ngày nay người ta chuộng cái sự tự nhiên ý, thì full nó không đáp ứng được cái yếu tố đấy. Và với những cái da như của chị thì em nhìn thấy đây là da của mình cũng dầu khá là nhiều đúng không ạ? Và ngoài ra thì với những cái da hút sửa này nó cũng hơi khó để xử lý, thì chuyên gia thường tư vấn những cái ca này mình nên làm sang công nghệ Hair Drop thì nó sẽ phù hợp hơn. Nên chị cho em hỏi thăm một xíu nữa là trong quá trình làm lông mày thì chị thấy như thế nào chị? Trong quá trình làm lông mày thì em thấy bên mình phục vụ rất là nhiệt tình ạ. Dạ, vâng. Sau khi làm xong thì cũng có hỏi khách hàng về các cái trong quá trình hút các thứ có gặp vấn đề gì không, cần hỗ trợ gì không. Làm xong thì em cảm thấy rất ưng ý. Vâng ạ, nghĩa là có bộ phận chăm sóc khách hàng luôn hỗ trợ hỏi thăm chị để xử lý những cái khiếu nại của mình nếu như cần thiết đúng không ạ? Vâng ạ. Và mình làm lông mày đến hôm nay tại DK là đã là lần thứ 3 rồi. Đấy, thế thì chị có cái so sánh gì giữa làm lông mày DK và những cái cơ sở khác không ạ chị? Cái đầu tiên là em thích ở cái cách phục vụ chăm sóc khách hàng chị ạ. Cái thứ hai là đến cái công nghệ của mình cũng tiên tiến hơn nữa, công nghệ mới hơn so với các cái chỗ cũ em làm ạ. Dạ vâng ạ. Về còn về cơ sở vật chất thì sao? Cơ sở vật chất thì cũng ok ạ. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chị Hằng. Và không biết là với cái dáng lông mày hiện tại thì chị có cái cảm nhận như thế nào ạ? Em rất là ưng ý ạ. Vâng. Bởi vì căn bản là cũng mấy lần làm rồi, thì lần này làm là yên nghỉ nhất. Là vâng ạ, tự nhiên hơn và nó phù hợp với khuôn mặt của mình hơn đúng không ạ? Bởi vì ban đầu thì em thấy cái dáng lông mày nó đang khá hơi cao so với mắt của chị, làm cái khuôn mặt nó hơi dữ một chút. Thế nhân đây thì qua cái livestream này thì chị có điều gì muốn gửi gắm tới chị Ngoan Minh Vương là người làm lông mày cho mình, cũng như là đội ngũ nhân viên ở DK không ạ? Dạ, em chúc cho bên mình luôn luôn làm được nhiều và cải thiện được nhiều bộ lông mày như của em ạ. Dạ, vâng ạ, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều nhé. Vậy nếu như là bạn nào đang có nhu cầu sửa lại lông mày hay là làm những cái dịch vụ liên quan đến phun xăm về lông mày hay là môi mí giống như chị Hằng ạ, thì mọi người nhớ inbox trực tiếp cho fanpage DK Eyebrow Beauty, hoặc có thể gọi điện qua hotline 0911 310000 hoặc 0912 310000 để được tư vấn thêm nhé. Cảm ơn chị Hằng khi đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại DK. Chúc chị sẽ luôn xinh đẹp và mong rằng chị sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bè hơn nữa tới DK để làm dịch vụ nhé. Dạ, vâng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ.